Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Nên em vừa về được một ít hàng CB cóc thường 20A. Hàng này hàng thường nhá, không có chống giật đâu ạ. Em quay video lên đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng nha. Số điện thoại em có ghi ở dưới phần mô tả của video rồi đây ạ. Đây ạ, shop Long Hợi 0975275636. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Có ship hàng toàn quốc ạ. Hàng này thì hàng cấp thường này thì em chỉ có 20A thôi nhá, không có 30A đâu ạ. Có duy nhất một loại là 20A. Cái này thì em bán lẻ giá là 30.000 một chiếc. Khách mua 1 chiếc bên em cũng có ship hàng. Và khách mua 10 chiếc 300.000 miễn ship nhá. Hàng này thì giao xỉ từ 50 chiếc nhá. Có xỉ từ 50 chiếc. Đây ạ. Tất cả đặt hàng đã kiểm tra ok trước khi giao cho khách nhá. Tất cả hàng áp bãi Nhật. Còn đây là cái hộp của nó này. Hộp này thì là hàng hộp mới. Hộp mới luôn nhá, hộp mới của hàng của Việt Nam. Bác nào muốn mua thêm hộp thì là giá là 10.000 một chiếc hộp nhá. Hiện tại thì hôm nay nó mới chỉ có về hàng áp cóc thường 20A thôi. Còn áp chống giật cóc chống giật và áp tổng. Áp tổng lắp gia đình ý, thì phải mai. Mai mới có ạ. Hiện tại là hôm nay chỉ có duy nhất cái loại này thôi là hàng 20A cóc thường nhá. 30.000 một chiếc ạ. Khách mua 10 chiếc là bên em miễn ship nha. 10 chiếc miễn ship ạ. Rồi bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ alo hoặc nhắn tin trực tiếp số điện thoại của em đây nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ.